Mô Tô Sài Gòn xin chào các bạn. Rồi thì vừa rồi là mình cầm con này đi trong thành phố ha, cũng khoảng vài ngày rồi. Thì mình xin đưa ra một số đánh giá nha, đánh giá nhanh theo cái cảm nhận của mình sau một thời gian mà trải nghiệm cái mẫu Honda CBR150R 2021 chính hãng này nha, tại thị trường Việt Nam luôn, cũng đã được Honda Việt Nam phân phối chính hãng rồi. Thì trước khi mình đi qua tìm hiểu chi tiết cũng như là một số đánh giá của mình thì mình xin điểm lại cái giá bán nha, giá đề xuất với lại giá ra đại lý luôn để anh em cùng nắm bắt. Thì Honda CBR150R 2021 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản màu nha anh em. Đây là phiên bản màu cao cấp nhất, màu đỏ, hay còn gọi anh em gọi là HRC đó. Nó gồm trắng, xanh, đỏ. Và phiên bản thứ hai nữa là phiên bản màu đen, với lại phiên bản tiêu chuẩn đó là phiên bản màu đỏ đen. Thì giá con này là cao nhất, giá đề xuất của nó là 72.490.000 đồng. Và giá thấp hơn đó, màu đen đó là 71.990.000 đồng. Và thấp nhất là bản tiêu chuẩn màu đỏ đó là 70.990.000 đồng. Và giá ra đại lý luôn, ra biển số đầy đủ ha. Đã như anh em đóng phí trước bạ ra biển số luôn á. Và theo một đại lý hét tại quận nhất chia sẻ với mình là mẫu Honda CBR ha, 2021 này chính hãng, khi mà ra biển số đầy đủ luôn, thêm cứ mỗi cái mẫu xe anh em thêm là 7.5 triệu đó, với cái giá đề xuất á, là không bị làm giá nha anh em. Anh em cứ tính giá đề xuất và ra biển số tại thành phố là mình cộng thêm 7.5 triệu, và đối với một số tỉnh thành khác mình nghĩ cái phí nó sẽ thấp hơn và giá nó thấp hơn nữa. Và tính ra đối với phiên bản cao cấp nhất là HRC này, ra biển số đầy đủ luôn ở thành phố lăn bánh luôn là 79.990.000 đồng. Đó, rất là rẻ luôn không em, cực kỳ rẻ luôn so với một chiếc 150cc mà ngoại hình hầm hố, góc cạnh rất là đẹp như thế này. Thì những ngày qua là mình đi cà phê rồi có dựng xe rồi mình ngồi ngắm càng đẹp anh em biết không. Theo mình đánh giá thiết kế của cái mẫu CBR 150 này nó rất là cân đối anh em. Nhìn nó hầm hố và nó đẹp từ phía trước, phía sau nó không có góc chết luôn. Nhìn thiết kế nó không có bị gãy anh em. Đối với mẫu xe mà thường 150 các bạn thường nghĩ là nó nhỏ, với lại nhiều chi tiết mình nhìn nó không có cân đối, nó bị gãy lúc này, hoặc là nó nhỏ, bình xăng nhỏ, rồi làm cho cái tổng thể nó mất cân đối. Đây, mình đi qua ngoại hình cái đầu là một trong những chi tiết đáng giá nhất của CBR 150. Theo mình nha, là đánh giá là đẹp nhất trong phân khúc 150cc, rất là ấn tượng. Chỉ có hai cái kính này là nó hơi to thôi, sau này về anh em thích thì có thể lặt luôn. Mình chơi cái bát CNC với mình chụp ngay cái chân kính này là rất là đẹp, siêu đẹp nè. Hoặc là lên kính đồ chơi mấy loại mà CNC á, nó ngắn hơn, nó đẹp hơn. Và kính này gập ra vào được nha các bạn, gập ra vào rất là dễ, các bạn cần cầm mạnh đó, mình gập lên là nó xếp vào, rất là thuận tiện để gửi xe. Phần đầu, thiết kế đầu đèn tương tự như con 250 đó, 20RR. Tuy nhiên những cái mảng ốp hai bên đây nè, nó lại khác biệt nha. Nếu anh em soi kỹ nó khác biệt đó, rất là nhiều. Về những cái ốp cánh gió ở đây, xuống cái mảng ở đây, và tới cái mỏ cày nó cũng khác luôn. Chỉ có cái kiểu thiết kế nó tương tự thôi. Đó cũng là một cái chi tiết mình thấy rất là hay trên cái mẫu CBR 150 này, nó có cái thiết kế riêng, dàn áo rất riêng dành cho 150 ha, chứ không có phải mà nó bơi từ 250 mà nó lắp lên. Và anh em thấy đây nè, những cái vừa rồi mình đi trong thành phố đó, những cái chi tiết cái kiểu học gió như thế này nè. Những cái cánh như thế này nè thì nó giúp cho lấy gió tản nhiệt vào. Ở đây nữa. Các bạn thấy thiết kế kiểu như vây cá đây nè, với lại ở đây nữa. Thì những cái chi tiết này nè, nó giúp phần nào đó giúp cho tản nhiệt ha. Với lại mình đi trong thành phố rồi là mình đi hàng ngày luôn á, mình mặc quần ngắn, quần đùi đó, ngồi mình chạy rất là lâu trong thành phố, dừng đèn đỏ rất là nhiều, hai chân lúc nào cũng kẹp lên đây. Và cảm giác là không hề nóng nha các bạn, không hề nóng, rất là hay, cực kỳ mát luôn. Thì những chi tiết này nó giúp cho tản nhiệt ra nè, một phần cũng giúp cho xe nhìn nó gấu, nó hầm hố hơn. Đây, rồi tiếp nữa là cái
Bosezin. Bosezin theo mình nghĩ là âm thanh nó ra cũng rất là hay, nghe đầm cũng chắc lắm, mà mình nghĩ anh em về cứ nên lên bô đồ chơi là hay nhất ha. Và anh em nếu soi kỹ vào đây, cái cổ bô này có thể tháo ra nha, nên anh em thấy nó có cái cổ dê ở đây nè. Đó, cái này về á, các bạn chỉ cần thay cái lon bô thôi. Nếu anh em thích có thể giữ lại cái cổ ha. Đoạn nói ở đây nó có cái bầu giống như bầu hơi tổ ong. Anh em thấy cái bầu không? Đó, các bạn có thể giữ lại luôn cái bầu zin này ha. Một phần nó sẽ giúp cho giảm cái nó nén lại cái khí trong máy á, không có bị thông thoáng quá. Lại không có bị tình trạng mà bị hụp hay gì đó. Đó, các bạn có thể về tháo nè, cái cổ dê để tháo ra mình thay lon bô đồ chơi vô chẳng hạn. Đó, thiết kế rất là tiện của CBR150 đây. Và phục sau này phục rolling nha. Phục này mình đánh giá cao nè. Rồi mình đi qua mấy ổ gà, đồ qua mấy gờ giảm sốc trong thành phố rồi. Nó hấp trứng động rất là tốt, không có nó cảm thấy mông mình nó không có bị nâng tưng lên khi mình qua mấy cái ổ gà đó. Phục này ngon đấy, ok. Và chiều cao yên rất là thấp nha anh em, khỏi lo vấn đề về chiều cao. Nó chỉ có 782 thôi. Với lại một phần nữa là thiết kế cái eo, eo xe nó rất là hẹp. Điều này nó giúp cho hai cái đùi mình á, nó kẹp vào cái xe nó tốt hơn, giúp cho các bạn kiểm soát xe tốt hơn. Rồi mình có cho một số bạn mẫu 1m65 hoặc là thấp hơn ngồi lên con này rất là thoải mái nhé. Bạn có thể nếu tự tin hơn các bạn có thể mang giày, mình mang giày cao hơn tí. Ngồi lên con này cực kỳ thoải mái luôn. Lại vấn đề chiều cao không thành vấn đề đâu nha anh em. Do trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ có 137kg thôi. 137kg thôi. Anh em lên với mình chỉ cần lên mà mình chạy cỡ 5 phút là mình có thể làm quen xe rất là nhanh. Xe nó rất là nhẹ, cái góc đánh lái nó rất là tốt. Cái này giúp cho cái mình đi lại trong thành phố, mình quay đầu lên lề xuống lề đều rất là tự tin. Thiết kế quá lý tưởng cho một chiếc 150cc như thế này. Ngoài ra cái lớp trước sau lớp 100 nha, lớp trước 100, lớp sau là 130, tất cả đều là lớp không ruột. Thì mình thấy cái kiểu lớp này nó tương tự như cái đời trước của CBR150 á, vẫn kiểu hoa văn này nè. Và theo mình thấy thì anh em lại nhiều người lại nói cái lớp sau nó hơi nhỏ. Tuy nhiên theo mình thấy ở đây, nếu anh em thích các bạn có thể tự lên lớp lớn hơn được nha. Các bạn thấy cái khoảng hở giữa cái gấp với cái vành của lớp nó còn rất là nhiều. Và mình có người bạn chơi CBR150 đời trước á, lên 150 được nha. Lên 150 mà vẫn còn khoảng hở so với cái gấp. Thì lên 150 là anh em phải tháo cái dè con này, tại nó sẽ cạo vào cái dè con. Đó thì các bạn có thể chế cháo gì đó cho nó phù hợp hơn. Đó, các bạn thích thể lên 150 được. Lớp 150 nó sẽ to hơn nha, nhìn xe nó cứng hơn. Tuy nhiên theo mình nó khuyến nghị anh em cứ nên để zin 130 như thế này thôi. Mình thấy như vậy là khá ok rồi. Thì được cái là nó sẽ nhẹ nè, bo cua ngon luôn. 130 này các bạn đi phượt, đi tour được, các bạn ôm cua hết vỏ luôn cũng được, không thành vấn đề ha. Còn anh em mà muốn hầm hố thì có thể lên lớp lớn hơn 150. Ok đó. Phần đuôi là một trong những chi tiết mình cũng rất là thích. Nó có cái đèn ISS á, đèn dừng khẩn cấp á. Thì các bạn phanh gấp á, nó sẽ chớp từ xa để giúp cho những người phía sau người ta biết, người ta cảnh giác. Đây mình sẽ bật đồng hồ lên cho các bạn cùng xem. Đồng hồ con này là nó tương tự nha, cái kiểu đó các bạn, cái kiểu thiết kế nó tương tự như CBR hoặc là WinX đời cũ đó. Tuy nhiên các bạn nhìn kỹ nó sẽ khác nha. Đối với đời cũ là những cái ở đây nó có lên một cái sóng nhựa nữa, nó chắn ngang cái màn hình luôn. Còn ở cái mẫu này là nguyên cái màn hình trơn láng rất là đẹp. Da dáng mô tô thể thao được rất là đáng giá. Thì giao diện mình thấy nó vẫn tương tự như CBR đời cũ hoặc là WinX thôi. Nó chỉ khác về cái mảng màn hình láng trơn như thế này và chữ CBR ở đây. Thì ở đây nó có hai nút thôi, select với lại reset, đơn giản. Đây bóng mo nè, pha ABS. Ok.
Và nhắc tới ABS thì vừa rồi mình đi trong thành phố, mình test rất là kỹ, ABS nó rất là nhạy anh em, chạy cả trước sau luôn, phanh rất an toàn, cực kỳ đáng giá. ABS hai kênh nha các bạn, dual channel, heo của Nissin luôn, heo vàng luôn nè, quá xịn sò. Và chi tiết đáng giá nhất là cái phuộc Showa, phuộc Showa hàng hiệu nha các bạn, SFFBP. Rồi mình đi thành phố mình bo cua đồ rất là đầm, không có tình trạng nó bị trao đầu hay là mang cho mình cảm giác mà dạng trong trên thì mình vào cua. Rồi mình đi tốc độ cao đó, cái phuộc này rất là đáng giá, kết hợp với cái phuộc sao rolling nữa, anh em cứ an tâm mình bo cua với là mình đi tour đồ rất là sướng. Thiết kế đuôi kiểu vây như này nó giống con 3G đó các bạn, CBR1000 3G. Bình xăng 12 lít nha, bình xăng 12 lít và thiết kế bình xăng rất là to, nó to hơn nhiều luôn so với theo mình cảm nhận nó to hơn nhiều so với cái đời mà đời cũ với lại đời đầu luôn á của CBR150 á, lại so lên một số mẫu 150cc sport bike trong cùng phân khúc mình thấy nó to luôn. Với lại thiết kế đây kiểu xe đua đây nó hõm xuống nè, giống như kiểu để các bạn núp gió đó, cái nón bảo hiểm đó, các bạn cái càm á để xuống đây. Tuy nhiên theo mình gồm núp gió thì thấy kính này vẫn còn hơi thấp, các bạn dễ bạn lên kính đồ chơi cho nó cao hơn mà đi tour nó núp gió sướng hơn. Mà kính zin mình thấy đây nó màu khói cũng khá là xịn đó, dày nữa, khá ngon cho một chiếc 150cc. Heo sao cũng của Nissin luôn nha bạn, ABS gác chân đây, các bạn nhìn từ góc nhìn này cực kỳ đẹp luôn ha, góc cạnh thì em thấy cái mình thích nhất là cái ưu điểm lớn nhất của con CBR150R này, đó là cái ngoại hình cực kỳ hầm hố và đẹp, càng chạy càng sướng, các bạn thấy không khác gì một chiếc 600 luôn, nhìn đâu ra đó, nhìn từ góc cạnh nào nó cũng đẹp, không có bị gọi là gãy, thiết kế gãy hoặc là nó mất cân đối. Và anh em thể vuốt đuôi nè, vuốt đuôi thay kính là mình thấy đẹp rồi. Đấy. Và động cơ cũng là chi tiết mình muốn chia sẻ, gồm đi trong thành phố nè, 150cc ha, mã lực là 17 mã lực ha, 17 mã lực tại vòng tua 9000 và mô men xoắn cũng nó khá là tốt, 13.7 rất là ngon. Này mình đi vừa rồi trong thành phố đi số 1, số 2 rồi không, mình kéo mà không có bị mà nó giọng nồi, không có tình trạng mà gằn sóc giọng nồi, lên rất là đều anh em. Từ số 2 các bạn đá lên số 3 là bắt đầu thấy xe nó đầu nó phóng đi rất là sướng. Và đây là động cơ K56 nè, sử dụng nồi hỗ trợ con, bộ ly hợp hỗ trợ con rất là nhẹ nha anh em, sang số rất là mượt đâu ra đó. Bằng chạy mà đúng vòng tua bạn đá xuống sóng nó cũng rất là mượt luôn, lên rất là lẹ. Rồi mình đi trong thành phố mình xe còn mới lại trong thành phố luôn, mình chỉ mới chạy tới số 4 rồi, hết số 4 rất là đáng giá. Nếu mà trong thời gian tới nếu có dịp đi tour hay gì có thể sẽ thử hết các số mà kéo mắt biết thì coi nó như thế nào nha. Hiện tại trong thành phố mình đi vừa rồi đi số 3 mình ngâm nút gió, mình ngâm hết cỡ luôn, lên đường trăm số 3 nha. Đấy. Và đây là bộ nồi chống trượt Acid and Slipper Clutch, đây là cũng bộ nồi đang được anh em mà Winner hoặc là Sonic rồi săn đón nè. Nếu mà hy vọng sắp tới hãng có bán ghi bộ nồi này, mua về mình lắp lên Winner thành chống trượt luôn, rất là đã. Thì cái nồi chống trượt này nó giúp cho mình, nó giúp cho xe phát huy hết cái công lực ha, không có bị tiêu hao công suất. Với lại phanh dồn số nó không tình trạng mà bị lết bánh đó. Một trong những cái trang bị rất là đáng giá, rất là cần thiết và đó là thực dụng luôn á, dành cho cái mẫu CBR150R này. Và nhớt của nó là 1.1 lít nha anh em, nhớt này anh em thay là 1.1 lít nè, đi rã máy là 1.3 lít đó. Bình xăng 12 lít, mức tiêu hao nhiên liệu theo mình chạy vừa rồi mình thấy khoảng 38-39 cây 1 lít, nó cũng xem như mà cái mức mà hãng đưa ra. Chung 150
Và với những cái trang bị và ngoại hình như thế này, theo mình đánh giá hiện tại là Honda CBR150R phải nói là top luôn, top trong phân khúc sport bike 150cc hiện tại, với lại sau một thời gian nữa luôn nha các bạn. Thiết kế ngoại hình quá đẹp. Rồi trang bị phuộc Showa hàng hiệu upside down, ABS trước sau, hai kênh heo Nissin. Đấy. Trang bị LED trước sau hết, có đèn dừng khẩn cấp. Đèn LED. Rồi bộ con chống trượt, nồi con chống trượt. Và có một chi tiết mình thấy hơi thiếu ở cái CBR này, cái nút nè, tắt mở nhanh động cơ nè, dừng khẩn cấp động cơ nè. Cái này thì nếu mà anh em thích về mình có thể thêm vào được nhé. Đấy, gọi là một số cảm nhận và đánh giá nhanh của mình về mẫu Honda CBR 150R 2021 đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam nhé. Và đối với anh em hiện tại nè, bây giờ các bạn thể ra hết, các bạn đặt cọc để nhận được cái gói, phải là gói ưu đãi rất là đáng giá nha, 5 triệu đồng bao gồm 7 món phụ kiện đồ chơi dành riêng cho cái mẫu Honda CBR 150R này luôn. Đó là bao gồm như là tem vành nè, dán trước sau nè, phản quang á. Rồi cái chi tiết nữa là nắp dầu đồ chơi CNC luôn. Đó là món thứ hai, với lại gác chân dành cho người lái và người sau, đồ chơi CNC luôn nha. Đấy. Và cái nữa là cái nắp lớp nắp ống vòi đó, nắp ống vòi đồ chơi CNC. Đấy. Thì tổng cộng nó có 7 món đồ chơi đó, rất là đáng giá. Lại dán bình xăng nữa, dán carbon trên nắp xăng nè, với lại đây xương cá ở đây đó. 7 món đồ chơi dành cho các bạn mà đặt cọc tại các head trước ngày 2 tháng 11, là trước ngày bán ra đó. Ngày 2 tháng 11 là tất cả các head Honda trên toàn quốc sẽ chính thức bán ra CBR 150R ha, chính hãng. Rồi, đó là số cảm nhận đánh giá nhanh của mình về mẫu này sau khi mà đi lại trong thành phố một tuần qua. Rồi, chi tiết đánh giá hơn ha. Hy vọng trong thời gian tới mình sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế hơn, cầm đi tour và sẽ có đánh giá chi tiết hơn cho các bạn cùng xem. Các bạn nhớ đón xem nhé. Xin cảm ơn và chào các bạn.